Rồi, mời em. Rồi, vô ghế luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra luôn. Ôi, em chào chị. Ơi, chào em. Khỏe không em? Em khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện nha. Thế bây giờ em giới thiệu về bản thân mình nè, em tên gì nè? Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào toàn thể mọi người đều xem. Tên em là Ngô Văn Bắc, quê em ở ngoài Bắc. Và thứ hai nữa là bố mẹ sợ em bị lạc ở trong Nam nên đặt em tên là Bắc. À, để cho tao biết mình ở Bắc. Vâng, nếu mà có lạc thì mọi người dẫn em về Bắc. Năm nay em 29 tuổi. Nói chung là ế lắm rồi, bố mẹ giục lắm rồi. À, bây giờ vào đây làm việc hay sao bác? Vâng, em vào đây em làm việc. Rồi, đang làm công việc gì ở đâu? Em làm nhân viên thu thập thông tin. Thu thập thông tin là để làm gì? Thu thập thông tin của ai? Của quán tạp hóa chẳng hạn. Để em bọn em vào đếm số lượng hàng tồn và thu thập những cái thông tin đấy về cho công ty. À, nghe thu thập thông tin hết hồn. Tôi nhiều thông tin mật lắm, đừng thông thật thu thập thông tin của tôi nha. Là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 91. Rồi, ế lắm rồi. Ế lắm rồi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1991. Em đến từ Nghệ An và em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Trời, sao cái nghề nghe men quá vậy cưng. Một cô gái dễ thương như thế này mà làm cái nghề nghe cái tên nặng quá ha, hot quá ha, được. Nhưng mà cái trường em học á, rồi cái ngành nghề em học là chị thấy cái đó là đàn ông không à, sao em ế? Chắc tại nhiều quá nên không biết làm. Loạn luôn phải không? Ví dụ chọn một hai món còn biết ăn, còn nhiều quá hết biết ăn gì luôn. Đúng không? Chắc là cũng có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm phải không? Cũng có, không nhiều lắm đâu ạ. Trong cái môi trường em làm có nhiều nữ không? Cũng ít thôi ạ. Có phòng kế toán là nhiều thôi, còn còn lại là nam chủ yếu. Điểm mạnh của điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em nghĩ là em có tính tự lập, còn điểm yếu thì em hơi nóng tính, hơi lì ạ. Điểm mạnh điểm yếu là cái gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự chăm sóc dưỡng cho bản thân. Điểm yếu là hay quên. Lúc rảnh rỗi thì em thường hay làm gì? Sở thích của em? Em hay xem phim, phim hành động, phim hài. Lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Em đọc sách, đi tập gym, xem phim. Vâng. Tôi tức quá, sao cô này ế được ta? Cũng giao du ra bên ngoài, tại sao ế gì? Tình trường em như thế nào? Em đã trải qua hai mối tình, dài nhất là 4 năm, chia tay cũng được 3 năm. Sau đấy chưa có quen ai tiếp. Tại sao quen 4 năm rồi mà phải chia tay? Chắc tại quen lâu quá, thành xong nó xảy ra nhiều mâu thuẫn. Giờ đợt này nếu mà quen chọn được tìm mà đúng người thì em nghĩ bao lâu nữa em sẽ kết hôn? Em nghĩ từ khoảng 1 năm ạ. Sổ số liền giùm cho chị, được không được, biết đường còn tính. Bây giờ không còn nhiều thời gian để quen lâu nữa. Còn em, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Ngày mốt được. Ngày mốt được hả? Rồi, thế tình trường mình như thế nào? Mọi người giới thiệu em nhiều lắm. Khoảng tầm vài tháng hoặc 1 năm là họ đi lấy chồng hết rồi. Sao kỳ á? Em cũng không biết, duyên em đến hầu như để cho mọi người lấy chồng. Không có một mối tình nào sâu đậm hết hả? Có một mối tình sâu đậm. Quen được bao lâu? Quen được mấy tháng. Thế sao chia tay? Do cô ấy đang đi học, đang là sinh viên. Còn sao, có vấn đề gì đâu? Em là muốn lập gia đình và cô ấy là sinh viên, chưa muốn. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em đơn giản lắm, cao 1m55 trở lên là được. Dễ thương một chút, không quan trọng là cô ấy công việc ổn định. Bây giờ cũng không biết là ổn định như thế nào. Thích người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính hay là dịu dàng, thùy mỹ, nết na? Nếu cả hai thì được, tốt quá. Cả truyền thống và hiện đại. Lúc ví dụ đi tiệc hoặc đi ấy thì hiện đại thì tốt quá. Ở nhà thì lên truyền thống. Ít khôn quá hả? Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì... Mặt mũi tóc tai. Mũi tóc tai. Không quan trọng. Cái gì to? Gầy to. Thì phải nói rõ. Gầy to thì ôm không sao đấy. Tóc thì nếu mà hiện đại thì vừa vừa, tóc tém. Thích tóc tém? Dạ, tóc tém là được. Rồi, mời em gái, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Tinh tế một chút, biết quan tâm, chăm sóc, có chiều sâu, thông minh, kiểu vậy. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng ạ, vì em nghĩ là em kiểu hiện đại cho nên em nghĩ em không sống được với người gia trưởng. Nóng tính, kiểu vũ phu ạ. Thời này mà còn mấy vũ phu bắt nhốt hết cho chị. Nói nhiều mà kiểu nói linh tinh á. Nói nhiều mà vô duyên. Nói hài hước thì không sao, còn nói vô duyên thì không thích. Là ba hoa khoác lác. Về ngoại hình dễ nhìn là được, cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em rồi, cao. Bây giờ dễ nhìn là sao, chị không hiểu cái từ dễ nhìn. Dễ nhìn lắm á, nhìn đi. Đây, dễ nhìn luôn, nhìn đi. Ba cô, bốn cô, hướng về ống kính chọn một cô. Cô nào? Năm cô. Thích cô nào chỉ đi.
Anh nào? Em có đeo kính không em? Ủa, hành lý có đeo kính hả? Có đeo kính thì đây rồi. Anh nào? Đây đúng không? Tại sao chọn anh đó? Thì thấy bảo cao giáo. Là chọn theo cái suy luận phải không? Ra chưa? Cô nào? Đây ạ, cô này ạ. Sao chọn cô đó? Thấy dễ thương hơn. Rồi ráng cầm đi coi thương không. Rồi, và bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim ha. Mời hai bạn. Một, hai, ba. Đúng không? Ôi, em? Ôi đúng. Ôi đúng, mừng quá. Có đúng không ta? Không biết nữa chị, không biết luôn á. Hỏi ảnh coi chứ chị không biết luôn á. Đây đúng không anh không ạ? Toàn. Sao ốm quá vậy? Tại lúc đấy em mới đi lính dài lên người nó đen và ốm. Cái hình nó cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi, sao bây giờ tàn tạ dữ vậy? Em cũng không biết, tại em chăm sóc tốt quá. Ôi, tặng quà kìa. Tặng em món này, tay anh tự làm. Ồ, và cái này thì không phải anh làm mà tận tiệm làm hộ anh. Cái đó cái gì vậy em? Dạ, cái đấy là kỷ niệm em trong lính, bọn em cũng từng làm. Hai trái tim lồng ghép vào nhau ha. Tối ngủ ghim đèn vậy này làm đèn ngủ được á em. Mà nó có chớp chớp không? Có. Vậy là mất ngủ đó em, nhớ về ảnh. Nửa đêm em chớp chớp. Tặng anh cái cây đặt chỗ làm việc. Rồi, cảm ơn. Cây có ý nghĩa gì không em? Trời, sao trùng hợp dữ vậy? Sao bên đây cũng tặng trái tim, bên đây cũng tặng trái tim ta? Chắc là cùng chung một hướng rồi. Phải không? Khi mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì anh cũng dễ nhìn. Em rất hồi hộp. Hồi hộp? Sao hồi hộp? Em chọn toàn quà. Chọn chuẩn cái hình đó hả? Ok. Rồi, thôi bây giờ mời hai bạn sẽ có một cái không gian riêng trò chuyện với nhau một xíu. 5 phút thôi thì Tường sẽ quay lại nha. Tranh thủ cái gì mà nó hỏi được là hỏi liền nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Tường mời hai bạn thưởng thức món sườn heo Kevin, rau củ nướng và bánh cùng với trái cây của nhà hàng Hoàng Yến ha. Rồi món ăn sườn heo Kevin này rất là lôi cuốn nè. Sườn Kevin rất là thơm bởi vì đậm đà nè và thơm ngon nè. Thưởng thức nè và đừng quên trò chuyện với nhau ha. 5 phút thôi Tường quay lại nha, tranh thủ nha. Rồi ít thế chị. Cố lên. 10 phút đi. Dẫn về nhà đi rồi tâm sự nhiều. Rồi mời em ăn, mời chị Tường ăn ạ. À. Em là tham ăn nhất đấy. Trước là lính ạ. À. Trước mình đi lính. Bây giờ? Bây giờ là hết lính rồi. Giờ cậu ở bên Gò Vấp là ở khu đoạn nào? Chỗ Dương Quảng Hàm. Rồi biết. Đang sống ở đâu ạ? Ở gần khu công nghiệp Hiệp Thành, Hóc Môn. Nếu mà có hay chịu khó đi chùa không? Lúc nào có tâm sự thì cũng có đi. Mời em ăn nhé. Thưởng thức đi em xem có mùi vị có ngon không? Em là thường hay ăn cơm ở công ty hay là nấu ở nhà? Em lúc thì nấu, lúc thì em đi ăn ngoài. Anh thì 90% nấu ở nhà. Dân lính đúng không ạ? Lịch bên anh thì không được cụ thể lắm, nhưng mà thường thường cũng được nghỉ chủ nhật. Trước là anh đi lính nghĩa vụ hay sao ạ? Anh đi lính nghĩa vụ. Anh ngoài Bắc là tỉnh nào? Nãy em không nghe rõ lắm. Anh là tỉnh ở tỉnh Bắc Giang. Bao giờ cũng có từ Bắc. Tính anh thì thường thường là mới quen thì cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà ví dụ quen rồi mà hợp thì lại thành nhây. Nhây như thế nào anh? Cũng không, bây giờ mô tả cũng hơi khó. Nếu quen rồi thì chúng ta sẽ biết. Em gặp người lạ em cũng... Tại không có chủ đề chung cho nên cũng không biết nói gì. Chọn, giống nhau. Anh có thích đi du lịch không? Chắc chắn là ai cũng thích cái đấy. Thích nhưng mà có cố gắng để thực hiện không chứ? Có, nếu mà có gì. Bởi vì hiện tại thì chưa có ai đi cùng. Em đi được nhiều nơi chưa? Em đi trong nước thì cũng nhiều rồi. Còn nước ngoài thì mới đi có một nước. 7 phút luôn rồi. Ưu tiên cho em, tặng em thêm 2 phút nữa luôn rồi. Giờ tâm sự được nhiều chưa? Em được chút chút rồi ạ. Nãy giờ lâu gì mà còn chút chút nữa. Tính em e thẹn chị. Em thằng nhìn thấy bạn gái như thế nào? Có đúng gu em không? Rất dễ thương. Bạn gái có hơi men quá không? Theo ý tưởng tượng của em, tóc tém. Thích tóc tém hả? Thích những cái năng động. Rồi, thích năng nhưng mà động. Bạn gái làm trong môi trường toàn trai không à? Chưa để ý anh nào, có khi nào không thích con trai không? Cái này về dài cảm tra. Em hỏi thử coi. Em có thích con trai không? Tất nhiên là em thích rồi, tất nhiên là em thích rồi. Đấy, chắc rồi. Ủa, em tin người vậy luôn hả? Ta nói vậy là em tin luôn hả? Tính em tin mà. Em dễ tin người nhất. Em không thích con trai thì hôm nay em nhờ chương trình kết bạn gái cho em rồi. Trên tay chị Tường có những câu hỏi của chương trình. Mời hai bạn bóc một lá bài đọc lớn lên cái yêu cầu trong này, rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện cho nó vui.
Bạn hãy chọn thực hiện một trong hai điều sau. Một, thụt dầu 20 cái. Hai, xin phép hôn má đối phương. Ôi thế đơn giản quá, xin phép hôn má đối phương. Ờ, mà xin mà bởi vì ta biết ta cho không? Làm đi. Cái này là em yêu cầu bạn nam làm á? Đúng rồi. Ủa nhưng mà em muốn thụt dầu hả? Thôi em cho anh xin hôn. Không, đâu có đâu xin đơn giản được em. Mình phải xin, phải làm sao chứ. Đi qua phải quỳ lụy đồ, năn nỉ đồ chứ đâu mà gì vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm đường tẩu thoát hả? Em kiếm bó hoa. Bó hoa của em đâu rồi? Bó hoa của em đâu rồi? Chứ thấy khả năng thụt dầu 20 cái cũng khá cao á. Bằng lòng làm bạn gái anh nhỉ? Trời ơi. Ê mà cái này người ta xin hung á chứ không phải làm bạn gái. Cái này để nhấn nút đi anh. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Cho anh hôn một cái rồi nhấn nút sau. Tại đây không phải Paris cho nên thôi anh thụt dầu 20 cái đi. Chống đại ạ. Cố gắng lên em. Thụt dầu ạ. Thụt dầu là gì? Anh cầm này này, đứng lên ngồi xuống. Càng. Ủa rồi thôi. Nhưng mà không sao, không bỏ sao. Không năn nỉ nữa hả? Em không bỏ cuộc. Em đi lính rồi mà em bỏ cuộc có mà. À ý là không bỏ cuộc, không năn nỉ xin hôn nữa hả? Không thôi, em không hôn nữa mà em chịu khó theo bạn gái. Để chứng minh mình là khỏe mạnh đúng không? À đi lính rồi mà lo gì, 20 cái. Ủa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 số đẹp luôn, số đẹp rồi. Người ta chỉ yêu cầu thụt dầu đứng lên ngồi xuống thôi. Mà em còn bonus thêm nhảy cốc nữa. Sức khỏe dẻo dài. Lính ra mà. Ý của em hơi nhầm. Ồ mà công nhận hơi thở không bị dồn dập luôn. Đi bộ đội mấy năm cho nên là mấy cái này đơn giản đúng không anh? Anh chủ yếu chống đẩy thôi. Nói ra điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở đối phương. Khó. Trời ơi, chứ người ta bắt ta thục dầu bà cũng ác lắm, không cho người ta hung ha cưng ha. Dạ. Thích thì chiều cao ạ. Hợp lý. Không thích nhất. Nói thật lòng nha. Ở đây là phải nghiêm túc. Nói lời thật lòng khó nói. Mà cũng không có gì mà không thích lắm. Thì vậy thì cái gì là cái không thích nhất ở cái ngày gặp đầu tiên này? Thấy tay anh sao có mực á. Anh lúc đấy là tay. Cũng soi kỹ quá ha. Cái này đang soi bẩn đấy chị. Thì đó, soi tiếp đi em. Cái gì không thích? Đôi mắt. Lý do đôi mắt sao không thích? Mắt này ti hí mắt lương phải không? À, người ta nói mắt lương ăn lường ở gạt. Chết cha, chắc tôi bị ném đá quá. Chị nói đùa thôi. Mắt rất dễ thương. Em cũng đâu biết giận chị. Đúng rồi, đâu có giận người vậy, đâu có giận, đâu bỏ bụng làm gì ha. Để bụng chửi chị lép nhép cho vui thôi ha. Một cơ hội cuối cùng cho em nè. Vừa mới chê em phải không? Cho em lên lại nè. Hát một bài hát tặng bạn gái trước khi bấm nút. Qua chương trình thì muốn tặng em một lời bài hát. Hát này lại hát chế. Mắt cười duyên mà. Cười mém không thấy tổ quốc luôn. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cánh đồng xanh. Ủa một cù lao xanh chứ vậy. Ghé lời luôn hả? Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau trò chuyện đêm thâu. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba. Mình ngồi bên nhau cùng dắt nhau về. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Thằng trai rất dễ thương, sống với bạn này là không có sợ buồn đâu. Duyên đấy. Cặp mắt hí cho nhìn đời thấy rõ lắm đó. Sau 3 tiếng đến với chị Tường, đồng ý bấm nút thì nhấn mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Một người tôi đếm mới có 2 thì bấm nút. Một người đếm 3 xong rồi 8 tháng sau mới bấm nút. Lý do sao bấm chậm vậy em? Phải suy nghĩ. Rồi sao em bấm nhanh vậy? Chưa đếm tới 3 mà phạm luật vậy? Dạ cái nút thì lỗi, em thử nút trước. Lần này thì nắm tay đàng hoàng nè. Và lần này hãy xin bạn gái hung một nụ hôn lên để mà kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Chưa. Bây giờ không phải là chơi game show nữa mà bên đây là thật sự một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Qua chương trình thì con muốn
xin phép hai bác ở nhà gái cho con hôn em một nụ hôn. Hai bác thì đúng. Hai bác cho mà em nó chưa cho. Alo, chào chị nhé. Bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, vùng miền, đang ở đâu, sinh sống nhé. Những cái thông tin cá nhân thôi, chị cứ chủ động chị nói chuyện nhé. Dạ vâng ạ. À, em tên là Nguyễn Thị Huyền. Em sinh ngày 10 tháng 7 năm 1997 ạ. Em sinh ra ở Nghệ An và hiện tại là em đang làm việc tại thành phố Phú Quốc. Em là giáo viên mầm non ạ. Rồi. Tại sao mà mình lại chọn nơi xa xôi như vậy? Xa quê mà. Dạ em muốn đi đây đi đó cho biết nhiều nơi ạ, chứ không muốn bó buộc ở một nơi là quê ạ. Rồi. Bạn là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Dạ. Điểm mạnh thì là luôn biết cách làm cho người khác cười, còn điểm yếu là lại hay tủi thân hay khóc ạ. Hay tủi thân hay khóc trong hoàn cảnh nào? Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, cứ thấy tủi thân là khóc, cứ thấy buồn là khóc thôi ạ. Bây giờ bình thường thì sẽ thấy, có nghĩa là trong tình huống nào sẽ khiến bạn ngay ngày, ví dụ như ngày hôm qua thì tại sao tủi thân lại khóc? Tủi thân vì điều gì? Ví dụ như mình nghe một bài hát nào đó, hoặc là mình thấy cái cảnh, cái tình huống nào đó giống như kiểu mình, cái cảnh mà mình nhớ nhà hoặc là mình nhớ một người nào đó thì mình sẽ hay tủi thân, mình khóc. Vậy là cũng nhạy cảm trong cảm xúc ha. Dạ vâng ạ. Rồi, vậy thì trước giờ chắc là yêu nhiều chưa? Dạ chưa. Về tình trường thì sao? Tình trường mới tình là... rồi. Có hai tình trường, một tình trường thì kiểu là tình yêu trẻ con ấy, yêu cho biết vậy thôi, kỳ là cái thời học sinh ấy ạ. Còn cái tình trường thứ hai là tình yêu 5 năm ạ. Tình yêu 5 năm rồi, 5 năm. 5 năm là nó là cái thời thời điểm nào? Từ thời bắt đầu bước chân vào sinh viên cho đến khi đi ra làm việc rồi ạ. Ông thế nó gắn bó được như thế rồi mà tại sao mình chia tay? Dạ, tại vì mình bị cắm sừng mà không biết. Cắm yêu 5 năm vậy thì bị cắm sừng trong mấy năm? Bị cắm sừng trong 2 năm. Thế vậy yêu 35 là ngon lành hả? Thế rồi kể chi tiết dùng hiệp một chút xíu là mình bị cắm sừng 2 năm vậy thì cái diễn biến nó ra sao? Mình đã phải trải qua mình ra như thế nào nhé, cụ thể thành câu chuyện. Ok, câu chuyện là như này, trong cái 3 năm mà bắt đầu yêu á thì là em là làm ở quê, em là vợ ở quê, là hai đứa làm việc gần nhau, là có liên lạc, có đi chơi cùng nhau thì lúc đó đang bình thường. Cái đến năm thứ tư em quyết định là em đi Sài Gòn làm, kiểu là mình muốn đi các môi trường khác để mình lấy được nhiều thêm kinh nghiệm á. Thì là vào một ngày đẹp trời thì là em tính tạo sự bất ngờ là về quê không thông báo trước. Thì là chìa khóa nhà em có mà, thì em mở cửa vào thì em tính làm bất ngờ cho người ta, không, nhưng mà không ngờ người ta lại làm em bất ngờ ngược lại. Em chứng kiến được cảnh gì không đấy? Dạ. Em thấy được cái trong khi em mở cửa vào. Thấy những cái không nên thấy. Nhưng mà hồi đấy là hai đứa ở chung à? Dạ không ạ. Ý là phòng trọ nhưng mà em có chìa khóa ấy. À là phòng trọ của anh ấy nhưng... Ok. Rồi. Thế là em xử lý mọi việc nó như thế nào? Lúc đó em đâu có xử lý được gì nữa đâu. Em chỉ biết khóc thôi à.
Vậy là em độc thân bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng hơn 2 năm rồi ạ. Ừ, thế là câu Alo. Dạ em nghe ạ. Ủa thì câu chuyện đấy nó diễn ra vào năm 2021 hả? Dạ không ạ, 2020 ạ. Thế xong rồi em có đi tìm hiểu thêm những cái mối quan hệ khác không? Dạ không ạ. Alo, alo, alo. Alo, nghe được không? Em ơi. Dạ em nghe ạ. Ừ, em có đi tìm sau khi mà độc thân ấy, em có đi tìm hiểu những mối quan hệ khác không? Dạ không ạ. Vậy. Tại vì là cái khoảng thời gian đó chị thấy mất niềm tin quá rồi ạ. Rồi bây giờ em muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? À, chín chắn, trưởng thành, biết quan tâm. Biết quan tâm. Rồi, ngoại hình sao? Ngoại hình thì cao hơn em. Em cao 1m54 ạ. Rồi. Tiếp theo đi, ngoại hình em cứ miêu tả cho anh đi. À, ngoại hình của người ấy hả anh? Ừ đúng rồi, bây giờ em miêu tả mà không cụ thể, nó không có những cái gạch đầu dòng ấy là bọn anh sẽ tìm đúng theo những cái mà anh đang nốt này. Không Ý phải là là người mà em không được mong muốn ốm, đâu. không được ốm Ừ. cũng không được mập quá, bình thường. Rồi, tiếp đi. Như vậy thôi ạ. Rồi, nghề nghiệp công việc thì sao? Công việc ổn định ạ. Lương tháng bao nhiêu tiền là đủ? Cao hơn em. Em bao nhiêu? Em 15 triệu một tháng. Rồi. Bạn ấy đang ở đâu thì phù hợp với em nhỉ? Có thể tốt cho cái việc hẹn hò. Em mong với lại em mong muốn luôn. À, có thể là cùng quê với em hoặc là có thể gần chỗ hiện tại em đang làm việc. Nhưng mà ví dụ như bạn ấy ở Nghệ An thì em bay về đấy à? Em lại Dạ yêu vâng. xa Nhưng mà Nghệ An thì lại tốt quá đi rồi. à? Ví dụ ở Sài Gòn được không? Ở Sài Gòn cũng được anh, Phú Quốc với Sài Gòn cũng gần nhau. Rồi. À, em không thích đàn ông như thế nào? Là sao anh? Có cái điều gì ở đàn ông mà em không thích? Đó là hút thuốc và uống rượu. Rồi. Có cái mẫu hình lý tưởng nào, có một cái nghệ sĩ nào để nghệ sĩ nam nào á mà anh nhìn vào đấy anh có thể tìm được giống giống la lá như thế được không? Nghệ sĩ hả? Tại vì Một cái là mẫu em không hình biết lý là tưởng nào. tại vì là em ít xem truyền hình với anh cho nên là em đó nữa. Rồi ok. Ok thì hôm nay là cái buổi mà làm quen với Huyền để mà tìm được cái người phù hợp. Nếu mà em được chọn cho vòng ghi hình ấy thì chương trình sẽ thông báo cho em nhá. Và mong là em sắp xếp thời gian để mà vào trong Sài Gòn để mình quay hình nhá. Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi xin chào chị, em mời chị giới thiệu về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước nha. Mình là Phạm Thị Giang, mình sinh năm 1977. Mình thì làm kế toán trưởng ở công ty doanh nghiệp tư nhân. Mình đang sống ở đâu Quê chị? mình đang sống ở Hà Nội, quê gốc mình ở Bắc Giang. Dạ, nếu mà chương trình mình ở Sài Gòn thì chị có vào Sài Gòn ghi hình được không? Mình sẽ cố gắng sắp xếp. Dạ, tại vì nó chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi chị, cho nên là nếu mà tham gia là mình phải vào đây thôi à. Dạ. Rồi, vậy chị nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của mình giùm em nha.
À, thực ra điểm mạnh của mình thì chỉ là cái chăm chỉ chuyên cần, và thực ra thì trong cái công việc của mình hết sức là chuyên cần, với lại trong gia đình thì mình cũng hết sức là thu bén, và quan hệ với bạn bè đồng nghiệp thì rất là tốt, rất là nhiều bạn bè yêu mến. Còn cái điểm yếu của mình thì mình cũng chính ra là cái điểm mạnh của mình nó cũng thành là cái điểm yếu của mình, là mình tiếp xúc với tất cả mọi người đều hòa nhã như nhau. Có thể mọi người là nghĩ cái cho nên cái đường tình duyên của mình ấy, nó chỉ tình nó thể hiện là cái tình bạn bè, chứ nó không nó mình đến giờ thì thực ra là mình chưa có một mối tình nào cả. Ừ. Chưa là chưa có người nào cua chị luôn hay sao chị? Trong một cái mối quan hệ gọi là đi cua tìm hiểu ăn cua uống rồi có cua không? thì cua thì có cua, thế nhưng mà có nghĩa là nó không đi đến một cái kết luận là hai bên chính thức là tình yêu ấy, mà nó chỉ thể hiện ở trên tình trạng bạn bè thôi ấy. Ừ. Là hai người đi ăn uống rồi xong rồi về rồi anh ấy không có qua lại nữa hay là sao? Đúng rồi ạ, có nghĩa là cũng có một số đối tượng thì họ cũng muốn qua lại thêm với mình, thế nhưng mà đối tượng ấy mình nghĩ nó không phù hợp với mình thì mình lại cũng không 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 đồng ý. Ừ, vậy chị nói một số cái lý do mà không có phù hợp với chị, dùng những người đó làm sao ạ? Ví dụ như là lúc nào họ cũng cái đối tượng mà mình không đồng ý, thứ nhất là có nhiều hay không, rồi mình có những cái gì cái tài sản của mình, họ chú ý nhiều hơn về cái tài sản của mình, tại vì là mình là cái người phụ nữ độc thân, mình cũng mấy chục năm làm kế toán chứ, Dạ. thế nên Rồi, họ cứ hỏi mình cái đó. ừ. Rồi cái điều kiện của mình ở ngoài đó thì không có ai làm mai. Ừ, làm mai thì gia đình cũng có làm mai một số đối tượng, thế nhưng mà tức là khi mà gặp nhau thì có chuyện với người ta thì nó không phù hợp ấy. Có thể là mình cũng nhiều tuổi rồi, cái cách nói chuyện của mình có thể là người ta cũng cũng không 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 cởi mở hay như thế nào đó, thì đều nói chung là đều không 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 đi đến một cái kết quả. Rồi, ok chị, vậy bây giờ mình tìm một người như thế nào? Chị mô tả kỹ giùm em luôn nha. Cái ngoại hình, là công việc, tuổi tác, những cái gì mà chị mong muốn nhất á. Tại vì ngày xưa giờ chị chưa có kết hôn thì chị Thực ra thì đối với một người đàn ông trong gia đình thì mình cũng không có một cái yêu cầu cao vời quá, tại vì bản thân mình cũng là người độc lập về kinh tế, nên mình không yêu cầu họ nuôi quan, tức là mình chia sẻ được với cuộc sống ấy. Ví dụ như là bản thân mình, tính của mình nó rất là bướng, thì có thể là trong cái quá trình mình bướng ấy, thì cần một cái người đàn ông mà người ta mạnh mẽ hơn mình, thì người ta có thể trấn áp được mình cái vấn đề đó. Có thể ví dụ như lúc mình trong cuộc sống mình những cái mà mình không 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 vui vẻ, thì người ta có thể chia sẻ với mình những cái lúc đó, mình chỉ cần như vậy thôi, chứ còn cũng yêu cầu nó xa hơn cả. Quan trọng là một người đàn ông mà người ta đủ 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 cứng rắn để người ta chia sẻ với mình cuộc sống. Lý dị tuổi này mà đàn ông mà là người thân đúng không? ta Ừ. độc thân, đúng rồi, quan trọng nhất là người ta Ừ. độc thân, có nghĩa là người ta chưa lấy chồng lần nào thật, thế nhưng mà đàn ông mà tuổi này mà chưa lấy vợ lần nào ấy thì cũng có thể là họ cũng gặp một số Đúng đối rồi. tượng người ta giới thiệu Ừ. cho mình đối tượng như thế rồi họ cũng không muốn lấy vợ nữa. Ủa nhưng mà vậy thì giới Mà thiệu đã cho nuôi kỹ con thì thì anh gặp. mình cũng không rõ Ừ. nữa, mình cũng có giới thiệu những đốc doanh nghiệp rồi gia đình đã rất là lấy, nhưng mà xong đó thì họ gặp xong thì họ cũng để đó cảm giác như mình nghĩ họ cần một người bạn tình chứ không cần một người bạn đời, mà bản thân mình thì cần một người bạn đời chứ không cần được một người bạn tình. Đấy là mình chia sẻ. Vậy vậy thì còn cái vấn đề về khoảng cách thì sao ạ? À? Bây giờ mình đi theo chồng được không hay là cái khu vực nào chị cảm thấy thuận tiện? Mình thì thực sự là không có khoảng cách,
kể cả đi ra nước ngoài cũng rất là vô tư, tại vì Ừ. bản thân mình độc thân mà mình không có một Dạ. vướng bận gì cả, cho nên Dạ. là lấy chồng thì theo chồng, mà cảm thấy là cái khu vực nào mình ở mình sống nó thoải mái, mình sống cảm thấy nó vui vẻ thì mình đều ít cứ một cái Ừ. dừng bước nào cả. Dạ. Rồi cảm ơn chị về cái phần chia sẻ, em cũng hỏi thêm thôi, thật sự là em thấy cái tiêu chí và cái cách của chị hiểu về cái hôn nhân là rất là ok luôn á. Nhưng mà có nghĩa là cũng rất là hiểu chuyện á, mà thế tại sao mà lại không có gặp được người nào ưng ý nhỉ? Có chị có khó tính không? Có nghĩa là Mình cái thì người đó nhiều nhiều khi mình chị rất nói cởi vậy thôi mở, á. Ừ. Dạ. mình rất cởi mở, bạn bè mình rất là nhiều, thực ra bạn bè nó rất là yêu quý, như bây giờ mình sống một mình ấy, thế nhưng mà bạn bè mấy chục năm chơi rất là thân thiết và rất là yêu thương ấy, yêu thương thực sự trong lòng ấy, chứ không phải là yêu thương kiểu quan hệ xã giao đâu, mình rất là nhiều bạn bè rất là tốt, thế nhưng mà kể cả bạn trai ấy, bạn bạn trai là bạn trai ấy, chứ không phải là girlfriend, tức À. là bạn 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 khác khác giới ấy. Họ cũng rất là quý, kể cả ngày xưa là mấy chục năm trước các bạn đều trêu là ngày xưa là không tán được bạn Giang này cũng rất là tiếc, nhưng bây giờ lấy vợ rồi nhìn thấy bạn cũng rất là xót xa đấy, nhưng mà các bạn nói thế thôi, nhưng mà cái kết luận cuối cùng là bây giờ là chỉ ở trong tình mức tình bạn mà các bạn chỉ yêu quý vậy thôi. Ok chị, dạ rồi. Nếu được chọn á, thì bên chương trình sẽ có cái thông báo cho chị ha, để mà chị chuẩn Dạ. bị vào trong Nam đây mình Dạ. ghi hình. Rồi sẽ có Dạ. một biên tập trao đổi thêm với chị về những cái nội dung bữa nay nè, nó kỹ lưỡng Dạ. hơn nhiều nha. Thì lúc Dạ. đó chị Dạ. thích không thích làm sao thì mình cứ trao đổi nha. Và lưu ý Dạ. luôn là những cái vấn đề chị chia sẻ ở đây thì lên ghi hình mình cũng sẽ trao đổi lại. Đó. Dạ. Nên là mình cứ mạnh dạn để mình nói ha, còn ai e ngại thì Dạ. em nghĩ chắc cũng khó tham gia chương trình. Cái đó em cũng chia Dạ. sẻ trước với chị. Tại vì mình thực sự là mình cầu thị cần một người chồng thực sự, chứ mình không phải là muốn kiểu như chỉ ghi hình thế nọ thế kia, mà mình muốn làm một cái gì đó, mà bây giờ cái tuổi này thực sự là mình cần một cái gia đình mà nó một cái gia đình êm ấm vui vẻ để mình sống cái Dạ. cuộc sống còn lại của mình thôi, chứ mình cũng không có cái kỳ vọng gì hơn, cho nên mình rất chia sẻ và open. Dạ rồi, cảm ơn chị Giang nha. Em chào chị ạ. Dạ Podcast của mình dạ xong chị ha. Dạ rồi, dạ chào cảm ơn chị. chương trình ạ. Dạ. Dạ chào chị. Dạ.